Khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 14 tháng 3, một vụ nổ súng xảy ra trên đường số 27 ở phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh khiến một thanh niên bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên này vừa vào mở cửa căn nhà nằm trên đường 27 phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ có 4 tiếng nổ đanh vang lên khiến nam thanh niên gục xuống. Sau đó, một người lạ chạy xe máy đi. Phát hiện sự việc, những người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sáng nay, công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra, truy xét vụ nổ súng khiến nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Phong, 30 tuổi, ngụ ở quận Tân Phú bị thương. Theo cảnh sát, qua khám nghiệm ban đầu, xác định nạn nhân bị bắn bằng súng hơi. Đây là loại thường dùng để bắn chim, không phải là vũ khí quân dụng. Từ lời khai và những thông tin hiện trường, công an cũng cho biết là vào tối qua khi xảy ra vụ việc, một thanh niên được xác định là nghi can đi xe máy Novo. Theo một số người dân, nguyên nhân vụ việc có thể là do mâu thuẫn tình cảm. Hiện nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện và không ảnh hưởng đến tính mạng. Chờ tôi sang bên đó với.